À, một điều rất đáng yêu chị em phụ nữ hay hỏi, thường hỏi em rằng là em có thể đi xe gì nó phù hợp và là ít xăng. Thế thì với thời buổi kinh tế như hiện nay thì một câu hỏi như vậy cũng là điều tuyệt vời, đặc biệt là đối với những phụ nữ mà ví dụ như là công chức. Trường hợp thứ hai là trường hợp là chị em có thể làm ở những cái cơ quan đoàn thể nhà nước với mức lương loanh quanh đâu đó khoảng từ 8 cho đến khoảng 15 triệu mà muốn sở hữu ô tô, thì mình cũng phải cần tính toán cho đến là cái việc đó là xăng làm sao cho nó phù hợp, dáng làm sao cho nó đẹp, đời làm sao cho nó cao. Thế ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho anh quý cô anh chị một cái xe, đó là cái xe Mitsubishi Outlander này. À, chiếc này nó bản nó là 1.2 màu đỏ số tự động, dáng khá là thể thao các quý cô anh chị ạ. Chạy được hơn 4 vạn, rất mới. À, con này là một con xe mà đánh giá khá cao về bản, là bản nhập Thái nhá. Con này là một bản nhập Thái. Và bên cạnh nữa thì quý cô bác anh chị cũng có thể thấy rằng là nó là một phiên bản ăn rất ít xăng. Còn anh quanh đâu đó thì đối với đường nội thành nội thị thì chiếc xe này nó chỉ có khoảng 6 lít quay trở về thôi, mà lại là số tự động. À, tất cả các tính năng không thiếu bất kỳ một điều gì. Ví dụ như là chiếc xe này thì cũng có là đề ấn nổ này, màn hình theo xe full của hãng, chúng ta có thể nhìn thấy điều hòa tự động, chế độ cruise control đầy đủ, tức là chế độ khi chúng ta đi đường cao tốc ấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đi ga, tức là ga hoàn toàn có thể là ga tự động, gập gương đầy đủ, chỉnh gương, gập gương đầy đủ quý cô anh chị nhé. Và là một con xe mà thực sự được nó rất là mới. Các quý quan chị có thể nhìn thấy qua về phần thứ nhất là khóa cửa, tất cả các ốc của nó đều mới tinh xương luôn này. Tất cả các ốc nó 7 màu, ốc trắng này, ốc của nó còn nguyên. Nó là một con xe vạn thật, là chạy được 4 vạn mấy thôi, không hoàn toàn có bất kỳ một cái sự can thiệp nào, có thể là trách hãng thoải mái các bác nhá. Trách hãng thoải mái. Đây. Máy là nguyên hết, máy nổ rất là êm. Nỉ nguyên này. Cốp, các bác có thể nhìn hình dung là thấy cốp của nó là cánh cửa đèn đóm này, đèn ban ngày luôn này, xi nhan gương này, nội thất là cực kỳ là mới. Nội thất các bác có thể nhìn thấy đây, táp ly nỉ này, chúng ta nhìn thấy sàn người ta còn được nguyên hai bộ lót, một bộ lót của Mitsubishi tặng theo hãng, cái thứ hai sàn nỉ chưa một vết bụi. Đây là một con xe mà bản thân em là em tự trong đội ngũ của nhà là tự tay đi giải chấp. Tự tay đi giải chấp các bác nhé. Được độ đằng sau, được lắp thêm là body kit, hai ống xả. Rất là tuyệt vời. Đây. Thực tiễn ra, nói ví dụ trong đường đô thị chúng ta đi chậm thì là 6 lít rưỡi. Và đường kết hợp, tức là cao tốc thì khoảng 5 lít 36. Đối phụ nữ hoàn toàn với một chiếc xe vận hành như thế này thì có thể là chúng ta hoàn toàn có thể là nuôi được. Chúng ta chạy thử xem như nào nhé. Đây, chúng ta chạy thử xem nó như nào. Chiếc xe này thì nó rất là mới, cho nên là cũng để mà review về nó thì để nói về độ lỗi hay là nói về các thứ khác thì chúng ta sẽ không bàn đến nữa. Vì nó là một chiếc xe mà được chạy có hơn 4 vạn và em mua chính chủ từ đầu, đặc biệt là con này được cắm bởi ngân, được gửi trong ngân hàng VP Bank. Thế thì chúng ta thấy rằng là điều hòa tự động này, và đặc biệt nữa là chạy nó khá là êm thôi nhá, và cũng bốc. Xe Nhật nhưng mà nhập Thái các bạn. Đánh giá rằng là con xe này mà khi em đạp ở trên đường ấy thì các bác hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng là chỉ trong một tích tắc vòng tua chưa được đến, chưa quá 2.000 bao giờ. Và cũng có thể đã lên tới 60-80 km bình thường các bác. Chạy không có một tí nào gọi là cảm giác. Tuy rằng là xe 3 máy 1.2 nhưng mà nó không có cảm giác của bị yếu đâu. Các bác có thể hoàn toàn có thể là chúng ta có thể xem rằng là nó là chế độ
Ví dụ như là các bác có thể hoàn toàn có thể để chế độ ga nhé. Đấy, ga tay này. Đây em bỏ chân nữa các bác nhìn này. Mày giảm ga này. Anh nhá, giảm nhá. Đồng hồ chân nó tự giảm này. Chân em không động thì vào bàn chân chân ga đâu các bác nhá, nhìn thấy chưa? Đấy. Khá là thông minh, tuy rằng là sẽ ít tiền các bác. Nhưng mà nó lại có đầy đủ các tính chất của một con xe nhiều tiền. Giá tiền thì đời 2021 con này thì giá nó có 300 mấy thôi. Các bác hình dung được là nó chỉ có 300 mấy đấy. Đây. Em lại thử thử tăng ga theo. Đây, tăng theo chế độ Close Control. Con này thì tuy rằng là các bác có thể thấy rằng hình dung là em nó là một em bản AT số tự động. Bản AT số tự động. Phân khúc thì bản nhập bản xe Nhật, Mitsubishi xe Nhật nhưng bản nhập Thái Lan. Cho nên là nó là phân khúc, nó cũng được thiết kế bởi phân khúc hạng B chứ không phải là thông thường như. Nó là phân khúc hạng B và nó không phải là phân khúc thông thường như xe hạng A hay như i10. Cho nên là chúng ta thấy là chạy cũng khá là ok các bạn. Em đạp thử lên 100 nó cũng chạy khá ổn luôn. Và vô lăng không có rung giật gì cả. Tổng thành vì nó quá mới cho nên là quá hoàn toàn có thể là yên tâm để mà chạy. Con này thì chủ có cả cam hành trình và màn hình các bác có thể nhìn thấy không? Nó đây. Vừa rồi là vẫn còn để ở tiếng Thái Lan. Nhưng mà em điều chỉnh sang tiếng Anh các bạn. Đó. Chạy khá là ok luôn các bác nhé. Các bác nhìn thấy nội thất nội đồ rất đẹp luôn. Điều hòa mát thật. Vừa chạy xíu nhưng mà điều hòa rất là mát luôn. Thì con này có rất là nhiều những chế độ. Ví dụ như là đèn ban ngày này. Rồi thì tích hợp vô lăng rất đầy đủ. Trần nó quá mới các bạn. Trần nó quá mới luôn. Thì đấy là cái chia sẻ cho các bác về một con xe mà thứ nhất là màu đỏ, màu của chị em phụ nữ thích. Cái thứ hai nữa là phân khúc hạng B. Thứ ba là ít xăng. Thứ tư là thứ tư nó là một trong những con xe mà bản AT số tự động mà là ít tiền, hơn 300 triệu. Thứ năm là đời nó rất là cao. Chúng ta đi con xe này thì cái việc khấu hao theo năm tháng của nó sẽ giảm được đi rất là nhiều. Và nó còn có thêm cả rất nhiều những chế độ gập gương, điều hòa tự động và chế độ Close Control nữa. Để cho quý cô anh chị và cho chị em phụ nữ có thể đi công việc, đi gia đình. Tất nhiên rằng là ngoài chị em phụ nữ thì chúng ta có thể là đàn ông, chúng ta cũng có thể là đi xe này được. Nếu đặc biệt là nhà có hai người, cả vợ cả chồng đi thì nó quá là ok luôn. Thì đó là cái video chia sẻ cho quý cô anh chị về cái dòng xe này. Cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.